Ơ kìa, đuổi theo ai thế nhở? Đằng sau, đằng sau. Không, thì bạn không hề quan tâm đến bé Terry. À đây rồi, bắt đầu quan tâm đến bé Terry. Nhưng mà bé Terry bắn tim bạn te ra quần. Ok, chào anh em trở lại kênh Hero by Mobile Việt nhé. Cho anh em cuối tuần vui vẻ bên gia đình thân yêu. Hôm nay Mobile sẽ chơi Terry cùng trang phục mới minh tinh ảo thuật. À thật ra Terry trang phục bậc S cộng không có hiệu biến về nhé. S cộng đặc biệt gì đó anh em ơi. Nhưng hiệu kỹ năng khá đẹp và mọi hình rất là dễ thương của tướng Terry. Con tướng xếp thứ 2 thời điểm hiện tại trong tất cả tướng AD sau tướng mới Ezin. Có thể nói là tướng AD mới dạo này khá khỏe. Không khỏe thì được tăng thêm sức mạnh để cho khỏe. Giống như Terry anh em ơi, đầu yếu sau tăng sức mạnh khỏe liền, đơn giản vẫn khỏe anh em nhé. Vì tướng AD cực kỳ đáng chơi. Trận đấu này là mình được hỗ trợ bởi Ghét nước suối Navin chơi trò thả tính. Chơi luôn như nước suối ơi, sợ cái gì? AD đánh một SP tanker thì bắn cho chạy thuộc quần là chỉ vì đấy anh em ơi, lụm này. Hình như mình tính khoảng cách hơi sai rồi. Đấy, lỗi tại mình nha, quả tốc biến hơi đi vào lòng đất. À chưa đi vào lòng đất anh em ơi, nhưng mà mù mắt quá. Tốc biến chẳng có giúp gì cho team cả. Rồi, bây giờ lấy trụ nhé. Ôi sai rồi. Ôi không tính mắt anh em ơi, quả đấy tự nhiên lại không để ý Vân Ca chui bụi đi. Nhiều khi ngáo thiệt anh em ơi. Cái mini map không để ý là chúng ta sẽ bị những cái tình huống bất ngờ như thế nhá. Đây là rút kinh nghiệm. Thật sao? Mình rất ít cái lỗi đó nhưng em ơi, tự nhiên hôm nay lại bị lỗi đỏ. Buồn quá, nhưng mà không sao. Bắn thôi, bắn thôi. Bắn cả thế giới, nhưng mà không có xin nhê gì hết. Cái pha đầu mình ăn được mạng team bạn ấy là do team bạn đuổi theo Galaxy, mà Galaxy tung chiêu cũng khá chuẩn. Chó được nhiều mục tiêu nhé, câu kéo được nhiều thời gian. Chứ đầu game là Terry sẽ yếu anh em nhé. Sẽ rất là yếu luôn. Nên là mình phải bỏ trụ. Khi mà Nata với Arwin rất là khỏe cái điểm đầu game. Bỏ trụ không sao, mình lại farm thấp thôi. Và khi mình farm đủ đô, mình sẽ bắn cả thế giới nha. Đó là sức mạnh của Terry thời điểm cuối game. Còn đầu game thì chắc chắn là chúng ta phải ôm trụ với tinh thần là ôm trụ ôm trụ bền bỉ, ôm trụ dẻo dai anh em ơi. Sống càng nhiều càng tốt, đừng để lên bảng điểm số nhiều thời điểm đầu game. Chúng ta sẽ được farm nhiều. Farm nhiều thì cuối game mới làm nhiều được. Chứ không farm nhiều thì cuối game không làm gì cho team anh em ơi. Từ đây thì mình có 2D. Mặc dù nó suối đi FP nhưng mà không thể so sánh được với một FP chính hiệu được anh em ơi. Hay nha. Chương 2 rất tuyệt vời luôn. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ mang hình thức ra đuổi team bạn về thôi. Chịu khó thả thính thêm nha nước suối ơi. Mình đứng sau, bạn dù gì cũng có cái chiêu bị khống chế. Ê cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Báo vậy nhở. Đánh từ từ thôi bạn ơi. Dạ lính đã. Lên cao Vân ra gõ to đầu không làm gì đâu. Kìa kìa. Bắn nhưng mà không đủ đam để giết được tướng địch anh em ơi. Chơi này, chơi này. Chơi này, ôi. Ui giáp nhiều vậy, cầu băng ngao nhây. Lụm. Mày quá, cảm ơn nước suối bồi thêm một tí đam nha. Để cái tinh linh, cái nam tinh linh của mình nó đuổi theo ăn mạng được của chúng ta. Thêm tiến sự. Rồi, bây giờ cái tích tiểu thành đại thôi em ơi. Của đấy là hơi liều nha. May là ăn được cái nhiều ý. Chứ liều mà không ăn được mạng thì quê dã man con ngan luôn. Ok, anh em yêu cầu một vai chơi con tướng gì tiếp theo, mọi người nhớ comment bên dưới để mua việc thực hiện nhé. Nhớ là những vị tướng mình lâu rồi chưa chơi, những vị tướng bị lãng quên hay là vị tướng hot pick thì cũng không sao. Quan trọng là lâu rồi chưa làm clip nhé. Và thực ra thì mình cũng mới làm Terry trên kênh phụ, nhưng mà nhiều anh em không theo dõi kênh phụ nên mình làm kênh chính với cả được trải nghiệm trang phục mới nhé. Ok, và hiện tại anh em chưa click chơi game nhớ đừng quên shop mua Việt của mình đang có nhiều chương trình khuyến mãi.
để các bạn có lịch chơi game cùng bạn bè. Tất nhiên trong mobile có Wi-Fi tốc chiến và PUBG. Game gì cũng có nhé. Thế là link shop các bạn có thể theo dõi ở phần mô tả những video clip cũ của mobile, hoặc là vô phần comment game mình clip mới, gõ tên shop ở phần comment game, rồi gõ vô cái trình duyệt hoặc copy vô trình duyệt để các bạn vô shop của mobile nhé. Bởi vì trong clip bây giờ mà mình không được nói, không được để link, không được để hình ảnh ở phần mô tả, các bạn thông cảm nhé. Sự bất tiện này do là YouTube họ không cho bọn mình để link đó. Hay tuyệt vời, mình cứ đi ăn thôi, từ thôi, tích tiền thỉnh đại anh em ơi, tí có đồ mình bắn cả thế giới luôn. Vân nè, ấy sao không chơi, chơi được mà, tuyệt qua anh em ơi. Gấu tự nhiên không chơi lại chạy mất cái choáng. Hay, tuyệt vời. Kìa, lũ. Rồi, bây giờ mình bắn tất nha anh em nha. Mình bắn tất nha, vừa chạy vừa bắn thôi. Bật cho hai lên vừa chạy vừa bắn này. Cái điều rất là quan trọng khi em chơi Terry đó là tốc đánh thời điểm đầu game. Các bạn phải nhớ là lên những cái đồ tốc đánh đầu game nhá. Giày này, kiếm bắn 100% máu này. Rồi anh em mới lên đánh kiếm. Rồi mới lên cái trang bị đó là giật thần cung. Tốc đánh cho Terry là phải gần mắt nha các bạn ơi. Bắn thì nó mới gây được nhiều đam. Chiêu 2 thì nó bắn hồi chiêu nhanh, bắn trúng nhiều tướng địch được em nhé. Rồi cái đạn nó kiểu là boomerang, nó giật đi giật về mà. Nếu mà chúng ta nếu với tốc độ nhanh thì boomerang nó cũng bay nhanh, nó giật đi giật về rất là nhiều. Và nó sẽ gây sát thương mặc dù là không quá to, nhưng lại rất nhiều anh em ơi. Tính ra là sẽ đam to hơn, nhưng mà các bạn không nên đổi tốc đánh nhé. Chơi kìa. Đây kìa. Rồi bây giờ mình đủ đam anh em. Thôi đây là không có cửa ăn được Terry đâu. Với việc farm tốt và có mạng sớm thì mình sẽ lết sớm hơn. Chứ bình thường là anh em phải tầm phút thứ 11 anh em nhé, bắn mới xuống được. Rồi thử bắn xuống lên thôi. Tầm này là mình bắn hết rồi. Hay. Vân không vào là Vân không vào đi nha, cứ dập dình ở trong, không dám vào, không dám ra. Thế là bị thì mình mấy đứa tay dài bắn cho to đầu. Bây giờ chỉ cần chú ý cái bụi thôi, nó bị Vân bất ngờ những thời điểm đầu game nữa là ok. Rồi nên được cái sẵn cung nha em ơi. Cái này thì mình sẽ bắn tầm siêu xa nha. Nói chung thì Terry cũng không nhất thiết phải lên sạn nhật cung, bởi tầm bắn con này cũng đã xa rồi. Bật chiêu 2 lên bắn xa, nhưng mà có sạn nhật cung thì sẽ xa hơn. Giống như là anh em chơi theo ấy, tầm bắn xa rồi, chúng ta lên sạn nhật cung thì sẽ thành siêu xa, với cả có thêm một chút tốc chạy, thêm với sự cơ động cho con chủ HD mình chơi nhé. Đánh thấp thôi. Check map bằng chiêu cuối. Rất là xịt sỏ anh em ơi. Cái chiêu cuối dùng để check map nha. Ở thời điểm rất là thời điểm cuối game, cái việc check map rất là quan trọng. Đầu game thì mình có thể giữ mình ăn mạng, nhưng mà cuối game là phải check map anh em ơi. Bản cuối game đam tay to rồi, và chiêu 2 lên bắn làm được cái đầu ấn chiêu 1 luôn nha. Chạy hộ. Đấy. Có cái sản thần cung bắn siêu phê anh em ơi. Ok, có lẽ thì clip của mình cũng sẽ đến đây là hết rồi. Chân thành cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu ủng hộ mua Việt nãy giờ nhé. Và hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.